ngày thứ sáu rồi. Ủa không dặn kiến lên anh mày. Friday rồi. Út đi học được tuần rồi. Mau dễ sợ luôn. Friday đi học được tuần. Ủa bắt phạt em đâu? Vô xe lấy bắt phạt em rồi. Hung ba kìa. Trời ơi. Hung cái nê, hung cái nê. Hung cái nê đi, hung cái nê đi. Hung ba cái nê đi con. Cái nê đi nè, ba giờ đi đưa, hôm nay Friday nè. Bắt phạt em đâu? Đó mang rồi, chết. Vô về. Chị ơi. Rồi trong đó rồi con. Mai đi học được tuần rồi nè. Đi con. Mau ha, đi quay quay cũng hết tuần. Ờ, muốn ra chơi, muốn lại sân chơi. Bạn đi học lên nhận rồi. Hình như là cái giỏi đó học. Rồi. Lại lớp kìa. Đi vô vô lớp rồi cô dẫn con ra sân chơi nè, đi vô con. Vô lớp mới ra sân. Ai cơ, cậu mừng mừng cười ồ mừng. Hỏi bà coi bà nó chết khoai à? She just cry à? Hỏi bà coi. She just cry? Is she cry? A little bit when he is asleep. But he is asleep. Okay. What are you playing? Baby Shark. Baby Shark. Baby Shark. No, no, no. Are you the Baby Shark? Who does Baby Shark? She really like that song. Yeah. 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 You sing the song. Yeah. Okay, show me your baby shark. Baby shark. Yeah, baby shark. So cute. Bye. Yeah, bye bye. Bye. Yeah. Oh, so cute. Okay, one more. One more. One more. One more. One more. One more. Bye bye. One more. One more. One more. One more. Yeah. Thank you. Bye bye. Yeah. Bắt phạt đi con lấy đi. I can't.